Thưa quý vị, mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm bảo vệ môi trường và thông qua từ những cái hành động nhỏ nhặt nhất. Với ý tưởng này thì một cuộc thi vẽ tranh đã được Thời báo Văn học Nghệ thuật tổ chức dành cho các bạn nhỏ trên khắp cả nước yêu nghệ thuật, yêu các hoạt động bảo vệ thiên nhiên có cơ hội được tranh tài. Lấy ý tưởng từ chuyến tham quan Văn miếu Hà Nội, cô gái nhỏ Phạm Bảo Cát Tiên đã vẽ nên bức tranh bảo vệ di tích khỏi rác thải. Với những nét vẽ hồn nhiên, bức tranh truyền đi thông điệp bảo vệ môi trường dưới góc nhìn trong sáng của con trẻ. Khi mà con đi vào bài kiến trúc lịch sử thì con thấy là bọn họ không có ý thức và những khách du lịch tham quan người ta cứ vứt rác để đấy và không ai dọn dẹp. Con muốn là mọi người trên thế giới sẽ không vứt rác bừa bãi nữa và sẽ có nhiều người có ý thức dọn dẹp môi trường hơn để cho môi trường chúng ta có thể trở nên xanh sạch đẹp ạ. Cùng với Cát Tiên, hàng nghìn thí sinh là các em nhỏ trên khắp cả nước đã cùng nhau tham gia cuộc thi chung tay bảo vệ môi trường do Thời báo Văn học Nghệ thuật tổ chức. Với 500 tác phẩm được lựa chọn vào vòng chung khảo, nhiều ý tưởng bảo vệ thiên nhiên đã được thể hiện khéo léo dưới tài năng hội họa của các em. Với một cái ban giám khảo có chuyên môn cao và trung thực, yêu trẻ, có thể nói rằng là ban giám khảo chúng tôi làm việc rất công tâm và chọn ra được 4 loại giải. Giải nhất là giải nhì, giải ba và giải khuyến khích. Tôi tin rằng là cái cuộc thi tranh này và các em được giải ấy, thì nó làm cái lan tỏa về ý thức bảo vệ môi trường và chỉ mong là các em chung sức và các em thấu hiểu và có cái cảm xúc và hiểu về cái ý nghĩa của nó. Tôi cho rằng là trong thời gian không dài và chỉ hơn 3 tháng chúng ta đã nhận được trên 1.000 tác phẩm, trong đó có 500 tác phẩm vào chung khảo, thì đấy là một cái kết quả rất đáng khích lệ. Và từ cuộc thi này với cái thông điệp là Việt Nam xanh chính là nâng cao nhận thức của các em về bảo vệ môi trường, thứ hai từ đó là khơi dậy cái tình yêu nghệ thuật, và thông qua cái cuộc thi này chúng ta phát hiện ra các cái tài năng nhí để chúng ta có kế hoạch tiếp tục bồi dưỡng đào tạo các em. Thể hiện tình yêu thiên nhiên, xây dựng các ý tưởng bảo vệ môi trường thông qua hội họa. Việt Nam xanh còn là sân chơi bổ ích, giúp các em nhỏ được ươm mầm nghệ thuật, để từ đó thêm hiểu, thêm yêu các giá trị của cuộc sống.